rửa rau xong rồi vớt cái con cá vào trong rổ. Thế xong rồi mang về nấu ăn. Thế xong tử vong luôn. Thế là từ đấy là dân làng không ai dám ăn. Ô thế cho em hỏi là từ trước giờ đến có ai vào hỏi mua không? Nhiều rồi anh. Nhiều người hỏi mua. Mà hỏi mua với cái giá bao nhiêu tiền? Có người trả hơn 5 tỷ. Ui. Hơn 5 tỷ với con bò này. Có người trả 6 tỷ mà không bán. Xin chào các bạn đã trở lại với Xe Đầu Kéo Vlog. Sáng hôm nay thì Tú đang có mặt tại Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Và hôm nay thì Tú được em Dũng là giới thiệu đến tham quan một địa điểm rất là nổi tiếng ở Thanh Hóa. Khi mà nói đến Thanh Hóa thì tất cả những bạn trẻ mà đã từng được bố mẹ đưa đi ấy, ở ngoài Bắc này này là sẽ biết đến một địa điểm, đó là Suối Cá Thần, Thanh Hóa. Đấy. Diễm từng đi vào đây mấy lần nhỉ? Em đi chắc cũng phải tầm 4-5 lần rồi. Nói chung là đi khá là nhiều. Cái địa điểm này thì cũng rất là gần với quê của Phạm Dũng. Cách nhà khoảng mấy km nhà Dũng nhỉ? Chục cây nhỉ? Chục km à? Là ở đây là thuộc xã Cẩm Lương. Cẩm Lương anh. Của huyện Cẩm Thủy các bạn ạ. Bây giờ mình trước khi đi vào trong khu vực suối cá thì mình sẽ đi tham quan đây mà. Bên ngoài các cô bán gì nào? Ở ven đường này lúc nào, đợt này là đang làm đường nên là bán ít anh Tú, chứ bình thường là bán nhiều lắm. Đây là cua đá hả cô? Ui, cua núi nè. To thế nhỉ? Ui. Cái này bán bao nhiêu tiền cân đấy ạ? Ủa, to ha? Rẻ thế nhỉ? Thế con này về nấu kiểu gì ạ? Luộc hấp à? Chấm muối tiêu, chấm chấm chéo anh nhỉ? Ủa. Vâng, cháu nghiên cứu cái tí có gì ra cháu nghiên cứu. Đây là chuối hột rừng này. To. Mít. Có bán cả cây giống chè xanh. Mà ở... Vâng. Xin chào ạ. Hành tăm. Ô, rau này rau dớn phải không ạ? Rau lạc tiên. Nghe nếp. Nên nhìn rau này thèm rau dớn xào, rau lang. Cái con ốc này lạ này, anh Tú này. Con ốc này ở dưới ruộng, ốc dưới suối ấy. Ốc xoắn này. Ở đây vẫn đầy đủ hạt dổi mắc khén luôn các bạn này. Hành tăm rau. Hành tăm thì ở đây gọi là hành trăm. Giải cảm. Bên này thì có mấy bán mấy cây, cây kia, cây gì, những cây sâm hay cây gì. Giống như cây chè hay cái gì ạ? Ở đây thì cái đường họ đang sửa chữa. Ngày xưa thì đi qua đây mình đã từng xem trên kênh của Dũng ấy. Khi đó Dũng về quay thì có đi qua một cây cầu treo. Xe nếu ô tô cũng đi được. Em xin mời anh về thưởng thức. Đây là hình ảnh nè. Em cũng bắt rất quen thuộc luôn. Điếu cày, nhưng mà cái điếu trong kia kìa. Ôi trời ơi. Cái điếu này khủng khiếp này. Bác chủ ơi. Cái điếu đó mà hút. Cho cháu xem cái điếu cày này cái nhá. Ồ, trời ơi, cái to nhất như thế này là bao nhiêu tiền đấy ạ? Cái 3 triệu nhưng mà sao hút kiểu gì nữa? Cái mồm mình là không có vừa. Không hút nổi. Cái này chủ yếu là để ngắm hả cô? Vâng, cái này thì hút được này. À, nhưng mà ở nhà cô đây đang là nấu bánh gai trong này Diễm này, bánh gai nóng. Nhà cô bán bánh gai hả cô? Mình vào xem bánh gai thì gai Thanh Hóa là ngon lắm ạ. Vâng. Ôi đây anh Tú này, trước khi hấp là cái lá này là để cuốn nè anh Tú này. Mình phải cái gì cũng phải có công đoạn đầu tiên. Cái này là bột. Đây là cái lá cái chuối. Gì? Lá chuối khô. Mình sẽ quấn từ khi cái lá khô luôn hả chị? Chọn cái lá khô. Và đây là cái bánh gai là cái vỏ bên ngoài. Đấy. Rồi bên này là mới đến công đoạn là đậu xanh. Bột đậu xanh. Bắt đầu là đây là cái nhân. Rồi mới cho vào nấu. Cái này mình bán bao nhiêu một chục đấy ạ? 50.000 đấy. 50.000 là tí bán em chục nhá. Tí nữa quay ra lấy. Tí nữa quay ra lấy chín luôn à? Chị? À thế à? Thế bây giờ mình có nặn cái nào không? Bây giờ em đi vào tham quan. Ôi nhưng mà cái mùi đậu xanh thơm quá nhỉ? Thơm thế.
Có, cho em thử miếng, đang định hỏi. Vâng, tôi xin nhé. À bây giờ bắt đầu trộn đường hả chị? Ừ. Dừa đây nè. Thơm lắm. À dừa nạo ạ. Tí nữa là họ sẽ cho dừa nạo vào. Ngày xưa giống ở quê quá ha. Ừ. Hay quá nhỉ. Các cô nhiệt tình nó còn mời ăn. Tí nữa mình ra mình mua. Mình mua 20 đi. Thì ngày mai đằng nào mình cũng về qua nhà. Vào này, mang bảo là hấp đi rồi quay lại. Dạ. Vâng. Thôi em cảm ơn nhé, tí em quay ra em lấy nhá. Quay ra ủng hộ nhá. Rồi dạ, chắc chắn luôn. Chắc chắn nhá. Vâng. Nhớ lấy nhà nhé. Dạ. Nhà to này, điếu cày to này là phải nhớ nhé. Có sẵn các bạn ạ. Không, không, không. Dạ đường nào đi ra phải đi ngang đây mà. Ôi bồ kết này, suối rừng này khiếp nhờ. Đây là bồ kết phải không? Đúng rồi, quả bồ kết. Đây là chuối rừng này, mấy quả chín này mà ngâm rượu này. Ui. À, nói thú thực các bạn là Tú thì kiểu là rượu là mình không thuộc hệ đam mê, lâu lâu mình vui với anh em bạn bè thì mình mới uống ấy. Dạ. Chứ cũng không phải là uống thường xuyên. Không có nghiện. À, như bên này có cái dàn điếu cày này mới gọi là đặc sắc này. Những cái nhỏ gọn hơn. Đấy. Cái này mới gọi là vừa. Bố anh, nhà bố anh Tú có hút được điếu cày không? À, thông báo em một cái tin đáng buồn đó, nhà anh là ba đời không hút thuốc, từ đời ông nội anh cho đến đời anh. Quá hoan nghênh luôn. Cho nên là đi bán hệ thuốc lá với điếu cày nhìn thấy anh buồn đầu luôn. Chán lắm. Ở đây bán rất là nhiều dược liệu luôn này. Ừ, ui, nhiều loại cây thế nhỉ. Có dạ dày. Ừ, đây là cái lấm như kiểu linh chi dạ, rừng ấy. Chuối nhiều hột. Nhiều dược liệu nhỉ. Miến. Miến rong này. Miến sợi to này. Sợi to. Chắc hồi mua một túi. Miến sợi to ăn ngon phết đấy. Chuối nhiều nhỉ. Ở cái vùng này ấy là mình nhìn thấy là một vùng sau, phía sau của cái khu suối cá đây. Khi mà mình dùng những cái thiết bị mà quay trên cao, mình mới thấy được rằng là một cái vùng mà rừng núi mà rộng lớn. Cho nên là khi mà nhìn thấy mình mới tăng thêm cái độ mà huyền bí ở cái suối cá này. Thế nhưng mà không biết là khi đi vào trong đây thì có điều gì đặc biệt thì mời các bạn đi vào trong này với mình nhé. Để mình mua vé đã. Đây là anh em mình đã đi vào tới gọi là cái cuối nguồn của cái suối cá rồi nhỉ. Đây mình vào tới suối cá rồi đây. À, ở đây sao cá nhỏ này Dũng? Anh thấy em quay cá to thế mà sao hôm nay hơi nhỏ ấy Dũng nhỉ? Cá to là sẽ thường nó nằm ở cuối đó anh. À thế à? Mình thấy cá nhỏ chi chít luôn này. Ừ này. Đây rất là nhiều những con cá nhỏ, cá con. Mặc dù là cái nguồn nước cạn nha anh Tú. Đúng rồi. Nhưng mà rất thấy rõ. Với lại thêm một cái nữa là mình đi qua bên khu vực bên đó đó. Ở khu vực bên đó là có những cái cống là nó có thể là chảy nước ra bên ngoài luôn mà, nhưng mà cá lại không đi. Họ cá chỉ ở trong này thôi. Thoát nước ra đấy đầu đấy nhưng mà cá lại không đi, không nhảy qua không gì cả nhỉ. Dạ. Đấy cũng là một cái điểm thú vị mà cá chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở đây. Cá nhỏ là thường ở ngoài này. Ở đây có cả những cái con cá màu đỏ này, chắc là cá người ta phóng sinh hoặc là cá chép phóng cá sinh ông công ông táo ấy. Ôi này, cứ vào dần này. Trong này là cá to dần nhá. Anh Tú đứng ở đó là thấy cá luôn đấy. À thế à? Mình thử xuống đây tiếp cận để xem cá có sợ hãi và bỏ đi hay không à. Ở đây họ cấm cho cá ăn mà. À, lại gần đây nha mà các bạn. Lại gần đây, lại đây. Ôi. Nào, lại đây. Mình sờ thử thôi. Hình như là trên kia cá to hơn thì mình có thể sờ thử được đúng không? À thế à? Nhưng mà ở đây họ có bán đồ cho ăn không? Không cho ăn à? Buổi chiều mới cho ăn. À, phải ăn đúng giờ à? Ăn đúng giờ, đúng giấc. Cứ lên đây là cá lại to nhưng dần mà, nhé. Anh Tú nhìn cá này có thấy quen quen không? Anh thấy nhìn giống con cá bỗng nhưng mà không biết có phải hay không. Ấy. Nhưng mà cá ở đây màu nó sẽ thường sẽ sậm hơn ấy. À. Sậm hơn cái màu đỏ. Vây đỏ nhỉ? Trên kia có vây đỏ không nhỉ? Em cảm giác là màu ở đây nó sẽ từ vây từ cái chỗ má này kia mang nó vẫn đậm hơn. À. Này xuống góc này là mình nhìn thấy rõ này. Có mấy con cá to kìa anh Tú kìa. Ôi to thế nhỉ? Cái nếu mà con này mà giống như kiểu giống cá bỗng ở trên Hạ Thành Quán các thứ thì đắt tiền lắm ấy nhỉ. Nhưng mà anh để ý là cái màu sắc của nó tươi và sặc sỡ hơn rất là nhiều hoa văn hơn. Đúng rồi. Anh Tú thấy là mình khi mà mình xuống tới đây nhưng mà cá đâu có sợ đây, nó chỉ là đi đâu nó đã quen. Cá là quen với việc mà có du khách đến tham quan ấy. Cho nên là rất là dạn nhỉ. Chứ bình thường nếu mà cá mà nuôi hoặc là quá cá tự nhiên mình chỉ cần mà đi sát đây cái là nó sẽ vung ra, nó chạy ra luôn đấy. Anh Tú nhớ hồi bữa mình ăn ở nhà của anh Tài Ước TV ấy. Có, anh nhớ. Kìa. Mà con cá nó chưa tới 2kg mà nuôi 10 năm. Đúng rồi, nuôi rất là lâu. Nên là những cái con cá này ở đây là phải tuổi đời nó rất là lâu, mười mấy, 20 năm có. Đúng rồi, anh nghĩ là con này phải tuổi đời trên 20 năm rồi đấy.
cứ dần dần đây mình thấy lại to dần nhỉ, mà lại cá lại đi lại gần mình luôn này. Này. Diễm thử chờ thử xem được không? Được mà. Đấy. Đấy, bạn cá đây to này kìa. Ôi. Đó. Đấy. 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 Sờ được này. Sờ được mà. Ừ. Hay quá nhỉ. Cái này bán này bự này. Quá bự luôn. Cá hỏi là có cho ăn không để biết đường. Đây có. Là đang, cho sờ đi là đang, có đang ăn. Đợi ăn mà không có, chúng mày không có cho tao miếng nào ăn cả. Đến đây không cho. Ôi, ăn miếng này nào cả. Như con này nó phải tầm 3 kg, 3 4 kg á. Anh nghĩ mấy bạn cá đây phải cỡ phải 35 tuổi rồi. Vì cái cá ở bên Hạ Thành quán mà những dòng cá như thế này lớn rất là chậm ấy. Mình đi thử vào trong kia nhỉ. Tiếp tục đi. Xem ở chỗ nào nhiều nhất. À. Cái suối cá này là nguồn nước là xuất phát từ trong một cái hang ra phải không Dũng? Và... Ôi anh Thú kìa. Chi chít luôn kìa. Ôi bây giờ bắt đầu nhiều này. Mà đợt này mình đi là may mắn đấy anh Thú. Là cá ra ngoài này hầu như là ra rất là nhiều luôn. À thế à? Có thời điểm này tụi em đi là nó chỉ nhiều ở là khu vực cuối nguồn rồi, tại vì cá đã bơi vào hang rồi ấy. Mà đợt này mình đi là cá nhiều này. Trên kênh của Phạm Dũng là có clip là 2 triệu lượt xem về cái suối cá thần này trong 4 năm trước. Đúng rồi. À, anh đã xem qua để khi đấy là xem Dũng đi quay thế nào mà lại không có Diễm đi cùng. Ở đây này, đây này, đây này. Y như bến thuyền luôn này. Giống như kiểu bến du thuyền, bây giờ mình nếu mà ước lượng số cá đây còn nhiều hơn là người đang đi ở trên cạn này. Đấy, đúng rồi, anh Tú nói quá hợp lý luôn á. Càng già càng đỏ hay sao? Đây này. Càng già càng đỏ. Ô đây, rất là tự nhiên luôn nhá. Cho mình sờ luôn nhá. Màu đẹp quá. Ở bên kia thì đối diện là mình thấy có một có đền nha. Đền thờ. Rồi mình sẽ đi tham quan xong mình ra mình thắp nhang. Giống như là đây là đền thờ thần rắn phải không Dũng? Dạ. Dũng nói là đền thờ thần rắn và bên trên này Diễm nhìn thấy là có cây hoa gạo, 2 cây hoa gạo. À. Rất là nhiều hoa đẹp ở trên nhá. Ui, cây hoa gạo này to thế nhỉ? Cây này theo mình ước tính là cũng phải cỡ đến phải tầm 200 năm tuổi rồi. Ồ. Đây nhà sinh vật học. Không, cây rất là cao ấy, thân thẳng tắp luôn. Ừ. Ở đây họ dưới này cá thì sinh sản cũng tốt ha, đây cá con đấy. Nhiều. Nhiều thế nhỉ? Mà không hiểu rằng là có hàng trăm năm rồi thì chắc là những cá nào mà khi lớn tuổi già quá rồi chắc là cũng phải chết đi chứ đúng không? Cái sinh tồn cũng ấy thì nó mới không quá là nhiều chứ. Đây. Nhiều thế nhỉ? Có nhiều người ấy cứ đặt cái giả thuyết là cái cá bỗng ở trên Hạ Thành quán, trên làng Hạ Thành là giống với cái cá này. Đấy, nhưng mà nó cũng nói chung là với ở hai hàng khó lý giải nhỉ. Dạ. Em nhìn thì em cảm thấy là màu ở đây nó sẫm hơn, cái màu đỏ ở đây sẫm hơn, với lại cái thứ hai nữa là với bà con ở đây thì không bao giờ dám đụng tới con cá này. Đúng rồi. Dạ. Đấy, có nhiều người cứ họ thấy rằng là cái kích cỡ hình dáng thì dạ, giống với cá giống đấy, nhưng mà khi mà nhìn thấy là cá đây thì có cái vây hay các thứ nó đỏ hơn một chút, màu sắc nó khác. À thế này, đến đây là cái điểm mà cuối cùng rồi. Dạ đúng rồi. Là cái điểm mà bắt nguồn sẽ là đi vào trong cái cửa hang đây các bạn ạ. Đấy, những cái góc đó thường mọi người sẽ dễ tiếp cận với cá hơn đấy anh Tuấn. À, đây này. Hay nhỉ. Đẹp quá. Đúng là mình mang tiếng là một người con sinh ra từ miền Bắc, miền Trung mà cũng bây giờ mới được đến suối cá thần để biết cá thần đấy. Chứ còn trước giờ là chưa từng đến đâu. Cái miệng hang trong đó đây anh Túc. Trong kia, bây giờ mình sẽ lại sát cái miệng hang nhé. Ôi, mà cá đực này to ghê á. Vâng. Vâng, tí nữa cháu sang. Đây là cái cửa hang đây các bạn ạ. Ờ, Dũng ơi. Cái thời điểm Dũng đi thì cái nước có cao hơn không hay nước nào cũng tầm này đấy? À thế à? Đây cá đang chui từ trong phía cửa hang này ra này. Thế đến chiều tối thì cá lại đi vào à? Tối lại đi vào hang ngủ. Mà đây là các bạn nhìn cái vùng núi mà đây rộng như thế này mà không hiểu là bên trong này nó sẽ còn cái hang mà rộng như thế nào để cá có thể trú ẩn được nhỉ? Mình cũng từng xem một cái clip mà có người đã đi vào hang rồi. Đấy. Bên này nữa này. Hay nhỉ?
Đây. Cá nãy bơi ra đây có cái chỗ này nhỏ nhỏ đấy. Nhưng mà cái điểm mà hay nhất đó là tại sao không ai dám bắt cá ở đây ấy. Thì mình sẽ thử đi đến đây tìm một bà cụ mà mình ngồi mua đồ của bà, sau đó mình sẽ hỏi thì mình mới có thể mà hiểu hơn được ấy. Vâng vâng. Chào bà. Vâng vâng. Được rồi, để con mua. Cái này bao nhiêu tiền một cây đây bà? Có 5.000 thôi. 5.000 một cây thôi á? Dạ. Sao bà bán rẻ thế? Thế bán cho con 20 cây nhé. Dạ. Là 20 cây là 100.000 à? Dạ. Thế bà bán ở đây bao nhiêu năm rồi bà nhỉ? Bà bán từ ngày 50, bây giờ là 85 rồi. À, bán từ năm bà 50 tuổi á? Dạ. Là đến nay là bà bán 35 năm rồi. Dạ, lâu rồi. 35 năm. Nhưng mà trước đây bà bán cỏ năm, bây giờ lại không có làm được cỏ năm, con cháu nó làm cái đây. À. Nó mang cho mà bán. Vâng. Dạ. Thế bà không có làm. Bà là người làng ở đây hay là ở đâu hả bà? Người làng đây ạ. Vâng. Thế nhưng mà cái suối cá này đã có từ lâu năm chưa bà nhỉ? Ông trời ban tặng có chùa, có đất nước là có suối. Có đất nước là có suối rồi. Vâng, có cá. Tức là những người lâu năm như bà là đã là sinh ra đã có suối này rồi. Có rồi. Vâng, các cụ đời trước đã nói là có từ lâu chưa? Dạ, lâu rồi. À thế à? Là sinh ra đất nước, suối là có suối, có cá. Này. Vâng. Dạ. Thế bà là người gì nhỉ bà nhỉ? Bà người dân Mường à? À thế, đoán dạ. Chuẩn luôn nhỉ. Thế nhưng mà cho con hỏi là tại sao mà ở đây là mình không ai dám bắt cá, bà có biết không? Là các thần tâm linh. Thần tâm linh. Dạ, thần thờ thần bên kia. À, đang bên đấy là mình thờ thần cá hay là thần rắn? Thần rắn. À. Của mẹ nữa. Vâng. Là không ai dám gọi ăn là... Ăn là không gặp may mắn. Ăn là không gặp may mắn. Dạ. Có ai mà ăn đã từng gặp những cái điều mà... Có rồi. Xui xẻo gì? Có rồi. Có người là đi rửa dâu, lấy vào cái rửa dâu về mang ăn. Ngay rửa rau xuống đây á? Rửa rau ngày xưa là các bà rửa rau uống nước đây. Vâng. Nhưng bây giờ có giếng là dân không, cũng ít người ăn thôi. À ngày xưa là bà có rửa rau ở đây không? Bà không có rửa, các người nhà làng họ rửa rau xong rồi vớt cái con cá vào trong rổ. Thế xong rồi mang về nấu ăn. Nấu ăn. Thế xong người đấy là tử vong. Tử vong luôn. Thế là từ đấy là dân làng không ai dám ăn. Không ai dám ăn. Có trước giờ có ai có người đi. Thế có từ những người phương xa có ai dám đến bắt trộm cá ở đây chứ? Có người ở đâu nhà Thanh Hóa đã có mấy cái người chị trai trẻ đấy. Vâng. Nên là ôm lên chơi thôi. Ôm lên chơi à? Ừ, nhưng mà đi đường tai nạn thì chết hết. Ôi trời ơi. Lên đây các nhà lên đây đi xin vía mà các tài không có trò đó. Ôm cá lên chơi thôi. Ừ. Thế nhưng mà con sờ vào có sao? Sờ được. Sờ được à? Dạ. Sờ vào. Chơi là được lắm. Con chỉ sờ nhẹ thôi. Vâng. Mà sờ là mình kiểu là cũng là tôn trọng chứ. Vâng. Lấy lồng các ngày thôi mà. Chứ còn không được phép là ôm lên chơi. Có người ôm lên trên bờ chơi à? Ôm lên chơi là không được. Vâng. Dạ. Thế đấy mình cũng sờ bằng sự yêu thương. Sờ yêu thương mà lấy lồng. Vâng. Cha mẹ. Vâng. Rồi con cảm ơn bà nhé. Dạ. Cũng Diễm chắc là lần đầu tiên cũng được nghe những câu chuyện mà kỳ bí này nhỉ. Thế nhưng mà dạ. Cháu mới đến lần đầu. Cháu đến lần đầu luôn ạ. Ồ, bao nhiêu người mới đến đây rồi. Bà à không sao. Ừ. Bà là người Mường. Bà dân tộc Mường. Dạ. Nhưng mà váy Mường thì lộn xộn lắm. Mà cái này là gọn. Nhà bà cách đây xa không ạ? Cũng hơi xa, ở trong người làng. Vâng. Làng đây là 200 hộ mà. À. Dạ. Vâng. Thế còn trên này động này có sự tích không bà nhỉ? Động cây đăng có cửa mẹ họ à, trên đấy. Vâng vâng. Vâng, con cảm ơn bà nhá. Dạ. Thế để con mua cho bà 20 cây nhá. Dạ. Ở đây thì người ta nói có hang động nhưng anh em mình thì cũng đi rất là nhiều hang động lớn rồi, cho nên là hôm nay mình đến đây là thấy có cái đề biển là hiện tượng lạ bò 6 chân 2 đuôi. Cách vào đây 35 mét. Thì bây giờ là mời cả nhà đi vào đây thử xem là con bò mà đặc biệt mà lạ lẫm như thế là có gì nhá. Cũng nghe lạ nhỉ, 6 chân mà 2 đuôi. Tại sao không là 8 chân mà lại là 6 chân? 8 chân 2 đuôi thì nghe là 2 con á. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ mà bây giờ lại là 6 chân 2 đuôi. Cũng là một cái lạ. Đây là xung quanh đây là nhà của những bà con ở đây. Chắc là xung quanh đây là bà con người Mường sinh sống ấy.
trong này. Cô ơi, cho cháu hỏi là bò 6 chân bây giờ còn đây không ạ? Đây là nhà của nhà người ta. À đấy. Cái bò này đã có từ lâu chưa? Có lâu rồi, 5 6 năm. 5 6 năm mà vẫn đang sống bình thường ạ? Sống bình thường, to béo lắm. To béo à? Ừ, to béo. Mà người ta có mang đi để cày hay để làm gì không? Không có mang đi cày. Ủa thế à? Cứ để khách đến tham quan. À, vâng, cháu cảm ơn nhé. Đi lên đây có người mà. Dạ. Vâng. À thế à? Lá nhờ. Hay à? Xung quanh với cái suối cá thần đấy quá là nhiều điều mà cũng là tâm linh và bí ẩn phải không Diễm? Đây. Quý khách vào tham quan hiện tượng lạ bò 6 chân. Vâng. Hỗ trợ. Thế à? Chị xem à? Phan Diễm. Sapa thì thấy hay lên kênh anh Hải giờ cứ nhận ra rồi. Cái này là bò nhà mình ấy à? Bò nhà mình anh. À thế ạ. Thế là bò đây là được mấy năm rồi chị nhỉ? Được 6 năm rồi ạ. 6 năm à? Chị có thể đi vào cùng em một tí được không nhỉ? Anh cho bà ui đây này. À, đây này, đây này. Béo khỏe luôn. Béo tốt luôn nhỉ? Cho em. Không, chị mình ủng hộ thôi, còn là mình cho ăn tượng trưng thôi. Bò đực luôn đấy. Hai đuôi đâu chị, một đuôi nữa đâu. Chờ em cho nó ăn. À. Ồ, rất là to khỏe luôn nhá, 6 năm rồi. Bò đực ấy. Anh là anh chủ ạ. Anh là đến xem à? Dạ. À thế à? Nhưng mà hồi đẻ ra là bạn này mấy ký chị hả? Đẻ ra có to không? Đẻ. À, đây này. Chân và đuôi nó nằm ở trên cái biếu này mọc ra. Vâng. Ô thế cho em hỏi là từ trước giờ đến có ai vào hỏi mua không? Nhiều rồi anh. Nhiều người hỏi mua. Nhiều người hỏi mua. Mà hỏi mua với cái giá bao nhiêu tiền? Có người trả hơn 5 tỷ gần. Ui. 5 tỷ đấy. Hơn 5 tỷ với con bò này. Hơn 6 tỷ. Có người trả 6 tỷ mà không bán. Cái này là bò của gia đình mình nên không bán. Mà tại sao lại người ta trả giá cao thế mà mình không bán thì biết không? Cái này cũng gọi là cái lộc của gia đình ấy anh. À. Như kiểu là cái tâm linh nên vâng. Là mình không muốn bán đúng không? Vâng. Nhưng mà lúc đầu kiểu mới đẻ ra sợ không chị? Không, bình thường ấy, cái chân nó nhỏ, mới đẻ ra cái chân nó nhỏ rồi nó phát triển dần theo con bò. À. Thế là năm nay là 6 tuổi rồi. Nay là 6 tuổi, rồi. Bò này 6 tuổi. Vâng. Mà cũng chỉ ở nhà này thôi, cũng phải vâng, đi chỉ ra ở nhà ngoài đây cho khách đến thăm quan rồi khách ủng hộ gia đình mình mua vâng. Cỏ thôi ạ. Thế nhưng mà ủng hộ bao giờ mới đủ được 6 tỷ, 5 6 tỷ được? Cái đó thì mình không quan trọng ạ. Cái này là mình chăm sóc nó từ bé nên mình có tình cảm với gia đình mình để lại thôi. Thật sự luôn là cái bò vườn về phần nhìn nha là vô là cực kỳ thấy thiện cảm, thấy thích với bạn này liền luôn. Nó hiền. Hiền dạ. Cái mắt nó hiền. Nhìn mũm mĩm dễ thương Diễm nhỉ. Có ước chừng bây giờ này bạn bò khoảng bao nhiêu ký không chị? Mấy trăm ký ta? 400 ký. 400 ký à? Vâng. Cái yếm kìa. Cái yếm kìa, yếm dài xuống kìa. Tại vì thường hay anh Tú em thấy là nó khi mà động vật á là những con mà nó hơi bị gọi là bị đột biến ấy thì cái sức khỏe nó đôi khi nó hơi khó nuôi, nhưng mà riêng cái bạn này là cảm thấy rất là khỏe khoắn luôn. Nó khỏe. Thế là nhà anh trai chị là ở đây luôn nha. Vâng ạ, nhà anh ở đây, nhà trên đó. Mà con mẹ của nó bây giờ còn sống không? Còn, nó đẻ được một con em nữa nhưng mà em nó bình thường. Em nó bình thường, lành lặn, không dạ. Có vấn đề gì cả. Vâng. Wow. Con này là con đẻ đầu tiên của con mẹ đấy. Ủa thế à? Vâng. Đây là con đầu lòng luôn. Dạ. Đây, Diễm nhìn thấy là cái đuôi này. Cái đuôi nó cũng khác lạ so với cái đuôi thông thường nhỉ? Nó mọc ra một cái to nhầy và ở bên dưới có một cái mỏm nhỏ thôi. Còn những cái chân kia là nó vẫn phát triển bình thường? Bình thường ạ. Nhưng mà nó không có... Có xương, có khớp ạ. Chủ nhà mới sờ được thôi nhỉ, chứ con người không, khách vẫn sờ được. Thế á? Vâng. Nhưng mà có ấy không? Bạn ấy có nổi cáu không? Không. Không. Cho mình, cho cứ mình cầm lấy một cây cỏ mình sang sờ thoải mái thôi. Cứ cảm sang bạn. Anh cứ sang sờ thoải mái đi. Sờ kiểu như là mình thân thiện với nó là nó thân thiện thôi, nó không làm gì hết. Ăn nha bạn.
Không, ý là mình sợ nó, mình cầm cái cỏ cho đỡ sợ thôi. À, đấy là do mình tâm lý thì mình mới ấy thôi. Còn bình thường là nó, mình thân thiện với nó là nó thân thiện thôi. Chứ còn nếu mà mình hung dữ là nó hung dữ lại à? Đúng rồi. Nha, bạn nha. Bạn nhớ cho mình clip này nó cao view tí. Cái này là... kênh YouTube. Dạ. Này nhiều người đến coi, với lại hoa hậu cũng đến. Hoa hậu cũng đến á? Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng đến đây. À thế à? À hoa hậu Đỗ Thị Hà là người Thanh Hóa nhỉ? Đến để đi. Dạ, quá sướng rồi. Nói chung là nó lên truyền hình nhiều rồi. Nhưng mà con này nó có vắt cái chân sang bên kia khi nào không nhỉ? Thỉnh thoảng nó lắc vẫn sang tự được. Tự lắc người là chuyển sang à? Thời điểm Dũng đến đây là đã thấy bạn bò này chưa? Dũng đến đây 4 năm trước. Chưa biết. Mà bạn bò này 6 tuổi rồi. Lúc đấy bạn bò là chưa nổi tiếng. À. Mới đưa vào du lịch gần đây đúng không? 2019. 2019 là 5 năm. 2019 là bắt đầu cho khách đến xem. À. Mình không thấy cái biển nữa. Ừ. Có lẽ bây giờ mới để biển thì với nhiều người tiếp cận lên đây để xem ấy nhỉ. Nói chung là cũng nhiều. Đấy, cho bạn diễm cây. Ở khu vực của mình đây cũng là bà con người Mường hết nhỉ? Mường hết ạ. À. Cái này cũng là độc lạ luôn đấy nhỉ? Hai cái sừng này là vừa mới nhú là do còn non hả chị? Nó mới 6 tuổi nó có mọc thế thôi. Thế nhưng mà sau này mình cũng chưa nuôi bò bao giờ, không biết là những cái sừng này nó có dài hơn nữa không nhỉ? Chụp ảnh, nhớ chụp ảnh. Xin chụp ảnh với Diễm này. Đấy. Thế là không ngờ là... Đây, thấy anh Túc vào luôn, để thấy cả bằng bò luôn này. Đây là mình theo dõi Hải Sapa thấy em. Nhưng mà theo dõi đấy, biết mỗi Diễm thôi, nên là mình tránh ra đi để hai chị không, em chụp. Cứ vào thôi mà. Cứ vào gì để hai chị em đi. Nhưng mà cái bạn bò này là từ lúc nuôi tới bây giờ là bạn khỏe đều luôn chị ha, đâu có bệnh không, tật gì. Không có ốm đau bệnh tật gì à? Nó khỏe. Yeah. À. Cũng nói chung là một điều mà cực kỳ mà lạ lẫm. Thế hàng ngày là cái cỏ này là mình mua về cho bạn ấy ăn thôi. Còn mình cũng không có phải đi cắt cỏ hay là không mang ra đồng. Hay cho là mình cũng không có thời gian. À. Thế trước đấy khi còn nhỏ có ra đồng ăn cỏ có, theo... Có, ngày trước nó chưa cho vào đây ấy, thì nó đi theo mẹ lên đồi. À. Đi ăn, vẫn đi ăn với mẹ bên đồi. Vẫn đi theo mẹ bình thường. Vâng. Nào, bây giờ nhìn bạn này nặng này chắc là không đi đồi nổi đâu, ở nhà lại thôi. Ở đây hầu như ngày nào cũng có khách à. Nên khách đến thăm thường xuyên nên không có thời gian. Nói chung là ở nhà để đón khách tiếp khách để ngoại giao thôi. Cũng không có thời gian. Thế á? Nhưng mà đúng như Dũng nói, mình nghĩ là cũng phải nên cho bạn đi lại vận động như, thì nó như cái kiểu thuận như theo là tự nhiên nó tầm khỏe tháng hơn. Học sinh vào học ấy, tháng 10 ấy, ít khách là mình thỉnh thoảng cho ra ngoài. À, dạ. Nói chung là cho bạn ra vận động rồi đi bộ mấy đường cơ bản, tập thể dục ấy. Để cho xương khớp hoạt động nhiều thì nó vẫn tốt. Một ngày cho bạn đi bộ khoảng 10 phút thôi. Khách mà tới đây chắc cũng đông chị ha? Đông, Tết thì đông lắm. Ừ. Thôi, anh cảm ơn nhá. Dạ, anh xin lại ơn. Cái mic dạ, nhá. Lấy đây. Lấy này ngại lắm. Em cảm ơn anh đến thăm. Rồi, thôi anh em mình bây giờ là đã tham quan xong rồi. Thì sẽ lên đường đi tiếp tục di chuyển đấy nhá. Bye bye. Thôi tạm biệt bạn bò nhá. Đây là thực hiện đúng lời hứa với chị chủ quán. Chị bảo là lấy giờ không thấy đâu cả. Tưởng là mấy đứa này... Đây bao nhiêu cái đấy ạ? 10 cái. Thì lấy 20 cái. Không, một chục là 50.000 là thôi, để anh ấy cho. Anh mua... Đây có tiền lẻ này. Anh mua luôn 30 đi. Đây thì Diễm trả... Nhiều quá nó hư. Đấy đi. Không có hư này, chị ơi, để không. Anh mang về nhà nữa mà. Ngày à, mai dạ. Về đến Hà Tĩnh rồi. Dạ. Nhưng mà đây cái này ăn được rồi đúng không ạ? Ăn được rồi cái đấy. Nhưng mà đang nóng này ăn được không ạ? Ăn được nhưng mà nó hơi nhão. Hơi nhão à? Nó chưa chắc thì cứ ăn đi. Ừ, ăn bánh gai nóng này mình cũng không biết cảm giác nó sẽ ra sao. Không, cứ bỏ vào đây cho em đi. Nguội vậy nó sẽ dễ hơn đúng không chị? Ngon quá nhờ, đây này. Đây là cái bánh gai mà được nấu này xong này. Các bạn ạ. Dạ, trong đấy ngon hơn à? Đấy, vừa mới lấy cho em. Này là bao nhiêu rồi chị? Ở bên trong là có một cái lá chuối, còn bên ngoài này dùng lá gì đấy ạ? Lá dừa. Lá dừa. Cái. Ui nóng quá, nóng hơn cả cái ở bên ngoài.
Nhưng mà lần đầu tiên mình mới được ăn bánh gai Thanh Hóa mà nóng, nóng hổi như này luôn ấy. Dạ. Đây, ở đây là bao nhiêu rồi chị? 10 cái, chị bỏ lại 2 cái, em 2 anh em vừa ăn 2 cái. Em vừa 200 nghìn ấy, thành 40 cái đúng không? Dạ. Rồi rồi, em vừa đủ tiền rồi. Hay khuyến mãi à? Trời ơi, 40 cái tặng 2 cái luôn này. Đây, cái nói chung là do nó đang nóng nên là mình bóc khó, Diễm nhỉ? Cái bánh gai này là người ta ăn nguội. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà chị là vừa mới hấp xong. Vừa mới hấp xong, chị sẽ được. Nói chung là một ngày chị bán được bao nhiêu cái? Bao nhiêu chục? Nếu mà chị gói thì được gần 1 cái. 1.000 cái ạ. Cái này anh Tú này. Ừ. Nó dẻo quá. Cái này cái chị để nó nguội. Nguội thì nó mới dẻo nấy lại. Cái này nó nguội, nó ngon. Nguội mới ngon. Nói thật là người ta ăn bánh gai là người ta ăn nguội. Mà em biết thế, em thử nóng em nó thế nào thôi. Ừ. Nó dẻo. Dẻo. Vì là nó nguội đi một cái làm cái bánh này nó săn lại. Nhưng mà đây là gói rất là dày dặn và chuẩn. Có nhiều nơi thì người ta đùm cái bánh này to vật vã trong cái ruột đựng mỏng dính. Cái này là chỉ một lần đường trong với là một ngoài, không có nó lại thèo bánh nào. Vâng. Đây mới gọi là chuẩn bánh gai mà gói mà mình người thật việc thật nhìn thấy tận mắt. Vâng. Em cảm ơn. Bánh này để được bao lâu chị? Cái này chị có để được 5 ngày thoải mái. Nó nóng thế này. 5 ngày. Nó không mình vào đây xem một chút đi. Dạ. Xem chị gói bánh không này. Dạ. Thế thì chị mà muốn để lâu thì chị cứ bỏ vào cái ngăn mát là chị ăn chị hấp lại là nó không bao giờ. Diễm ơi. Dạ. Thử xem có học được nghề gói bánh gai nữa không này. Có nghề là dễ thôi. Em để đây. Lên xe đừng có buộc nhé. Dạ. Xem Diễm hôm nay là buổi sáng ở trên kênh Phan Diễm là đi quay tráng bánh cuốn. Thì bây giờ muốn học tráng bánh cuốn thì thử xem có học được gói bánh gai nữa. Đây các bạn xem là cái mâm gói bánh gai. Khi đầu là cái bánh tròn thế này nhỉ. Như thế này là khi này là mình đã ăn được luôn chưa? Chưa. Chưa ăn được luôn phải hấp lên nữa. Là cái bột nó chưa chín hay chị? Tại nhìn hấp dẫn quá muốn ăn luôn. Cái chậu nhân hấp dẫn thì mình vâng. Chín rồi. Đây. Mình xem trực tiếp rồi để xem các cô ấy gói nhá. Nhưng mà cái bột này là mình màu cái màu này là do cái lá gai hả chị? Lá gai luộc lên là nó đen đấy. Với cái gì chị? Mật. Mật hả? Lá gai với lại mật à? Mật, mật mía đấy à? Mật mía đấy. Cái này là cô ấy gói vào trong. Nhanh quá mình chưa kịp nhìn luôn. Cuốn như thế. Cho nó chặt lại. Này mình hấp bao nhiêu lâu thì chín vậy hả? Đây là cái đây là cái lá gì nhỉ? Lá dừa rừng. Lá dừa rừng. Nó cũng giống dừa mình. Nhìn đẹp nhỉ? Chứ trước đây mình thấy người ta chỉ cuốn mỗi vỏ không ấy, mà mới vào cái vùng ở bên trong này mới thấy là dùng cái lá dừa. Là người ta dùng mình lá chuối. Vâng. Còn vùng ở mình đây là dùng cái này. Tóc này là làm quà, cái này nó đẹp. À. Nó đẹp, nhìn thấy đẹp mắt. Đẹp mắt. Còn ở Thọ Xuân mấy lần mình hay đi chỗ máy bay này kia anh là đúng người rồi. Ta ấy lá người ta cuộn lại gấp lại xong buộc cái dây. Ờ, hôm anh em mình đi qua là thấy luộc trực tiếp luôn ấy. Ok, thế thì em hỏi thăm và xem chút rồi mua ủng hộ bây giờ xin phép nhé. Nhà mình lại bán được bao năm rồi nhỉ? Nhà mình làm được bánh gai bao nhiêu năm rồi? 11 năm. 11 năm à? Vâng. Thôi, có lẽ cảm là cảm ơn hai chị nha. Anh em mình cũng xin phép để lên đường. Cảm ơn hai chị nhé. Vâng. Dạ. Anh mình đã về tới thành phố Thanh Hóa và hôm nay anh Tiến ra đón nhanh quá nên là mình cũng quay lại khoảnh khắc anh em gặp nhau. Anh em gặp nhau vui quá nên là mình không muốn bỏ lỡ. Em chào anh nhé. Ok, chào em. Hôm nay anh Tiến là đưa đến một cái không gian quán cực kỳ đẹp luôn. Đồng Xanh. Đồng Xanh. Chơi món quê thôi. Vâng. Quê đồng quê tí nha. Diễm, thích ngồi chỗ vị trí nào cho Diễm chọn nhé. Đằng kia có tròi này hay là ngồi trong đây? Ngoài có tròi riêng ngồi. Anh em mình ngồi đây cũng được hay là... Hay trong ngoài tròi. Mình đi dọc đây tí đi anh. Em nhìn thấy đẹp quá. Đẹp đấy. Cho nên là anh em mình đi xem một chút đi. Ra cho anh được. Nhà hàng Đồng Xanh. Nhìn cái bó mía này thấy chảy nước miếng ấy. Bán nhà. Cái bưởi này tới giờ này còn quá nhiều trái luôn em Tú này. Bưởi này không biết là đợt sau xả hàng có giá rẻ nhỉ? Đợt anh em mình đi tham quan là
thấy mà, khá rẻ. Năm nay cây ấy mà. Vâng. Cái này đang ăn tầm này đang ăn là ngon rồi này. Đúng rồi. Rồi đợt Tết em coi mấy video anh Tiến đưa anh Tú đi cây cảnh Tết quá trời mà. Anh Tiến về hôm sau đã có thời gian xem lại chưa? Có xem rồi. À đấy à, thơm thế nhỉ? Cái bưởi này được cái là khi nó trên cây đang thơm lắm. Ở bên trong này không gian nhìn nó xưa xưa cổ cổ ấy. Quán đẹp quá ha. Đẹp quá nhỉ? Cảnh đẹp nhưng mà đồ đồng quê thôi. Vâng, không bọn em lại thích thế anh ạ. Đồng quê thôi chứ không có, có bây giờ em vừa mới đi trên suối Cá Thần về. Cho khi quay dân giá ta thích xem. Đúng rồi. Dân giá cho mình. Mấy cụ Cá Thần bảo các con hôm nay về là thôi ăn uống nhẹ nhàng kiếm quán nào đồng quê ăn chứ đừng có đi ăn xô bồ. Ngồi chòi bên kia. Mà lúc nãy đây đầy đồng khách ấy. Vâng. Chòi không phải. Trời nào mình qua bên đó thôi. Vâng. Phạm Dũng đang ối rồi ôi ngoài kia chắc là đang thấy đẹp ấy. Bán đẹp quá. Đây chắc hồ được tao hút hết nước để vài năm mai vào xả vào. Vâng. Chắc là hút nước không, bắt cá à. Ao đấy. À. Giải vôi cho biết cho nó côn trùng chứ. Cho làm sạch cái ao đấy à. Hai chung chuyên đồ sang đây ngồi cho nó nha. Vâng. Hai chuyên đồ sang đây. Anh hay chòi nhỏ nhỏ đấy. Hai chòi nhỏ kia có được anh ngủ quá. Không nhỏ đâu anh ạ, vừa đấy. Được đấy. Còn hôm nay này chòi xuống mấy đây là khách ăn lúc vừa xong đó. À đấy à. Hai là chuyên sang đây em. Ok rồi bây giờ mình sẽ đi tìm chòi cho đúng ý. Chòi ngoài kia ra có được không lại quay lại. Rồi đồ ăn đã lên rồi các bạn ạ, công nhận là mình hôm nay thực sự là bất ngờ là ở Thanh Hóa lại có quán ăn mà gọi là ngồi thoáng mát Sơn đẹp vườn nhỉ. Ăn ha. Với lại đồ ăn cũng rất là hấp dẫn. Hôm nay thì anh Tiến anh đã gọi cho mình đồ ăn này, gồm có là gà luộc này, thịt rang cháy cạnh này, rồi có cá chạch chiên giòn này, rồi đây là nộm rau má với thịt bò phải này. Đấy, còn đây là cá trình nướng này. Còn trong này là có là 1, 2, 3 gà này là gà sáo này. Xem mình đoán là gà sáo này. Ăn cơm hết sảy luôn. Còn đây là có ốc biêu hấp này. Ốc lồi. À này. Còn bên này cũng là gà sáo này. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Diễm nhìn thấy cái mâm cơm này như thế nào nhỉ? Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn anh Tiến nha. Anh Tiến là đi chợ mà anh cứ bảo là trời ơi, em ơi, không có gì ăn đâu. Bao nhiêu đây đồ ăn này. Anh Tiến còn bảo là anh sợ đưa vào đây thì quán này nó đồng quê quá, thì sợ các em ăn không có ngon. Dạ, nhưng mà bây giờ anh em mình chắc là ăn ốc trước anh ha, cho nó nóng. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Em mời anh nhé. Mời anh Tiến nha, mời anh Tú nha. Rồi, mời cả nhà nhé. Mời hai em đi. Hôm nay công nhận là cái bữa ăn này nhìn quá tuyệt vời luôn. Đồng quê cho nó tí nha. Vâng. Không, bọn em là thích ăn kiểu này anh ạ. Có điều là kênh em là nó thỉnh thoảng em mới có những cái trải nghiệm ẩm thực, cho nên là khi đến những thành phố hoặc địa phương nào đó thì muốn là tìm những cái quán ăn ngon. Còn kênh của Phạm Dũng thì là phải cái phạm trù nó chuyên review rồi, cho nên là phải tìm những cái mới mẻ và những cái mà hấp dẫn. Ngon. Rất mát nha. Tết vừa rồi chắc ăn Tết lớn anh à, anh à? Anh à? Dạ. Anh cũng được em ạ. Ngon đấy nhỉ. Ốc ngon đấy. Thế vừa rồi cuối năm anh bán hàng thế nào ạ? Thì có tốt được nhiều đều thôi. Anh Tiến thì cuối năm các bạn xem cái clip của mình là thế gọi là đi xem chợ hoa ở Thanh Hóa thì anh Tiến có dẫn mình đi. Mặc dù là bận mà anh vẫn đưa mình đi tham quan về khu chợ hoa mà lớn nhất ở Thanh Hóa. Với lại là cũng tham quan cái xưởng gỗ của anh. Thì ở bên anh Tiến là cung cấp về những cái phản ngựa nhỉ. Đúng rồi. Là cái rẻ nhất là bao nhiêu tiền anh? Vài chục triệu thôi mà em. Vài rẻ nhất là vài chục triệu và đắt nhất là khoảng vài tỷ các bạn. Tiền tỷ thôi chứ không. Tiền tỷ thôi. Cái đợt mình về là xẻ cái khúc bự bự đó bây giờ là xẻ xong hết chứ anh. Cái đợt em về á. Hết rồi em. Dạ chắc khách lấy hết luôn anh ha. Lấy được nửa rồi. Dạ. Thế đây là các bạn mà muốn xem thì có thể tìm lại cái tập của Tú đi tham quan về khu chợ hoa trước Tết thì có quay trong xưởng anh Tiến là rất là nhiều. Anh Tiến rồi, dùng nhé. Đi, dùng vâng. Ngon quá. Em ăn miếng gà sáo. Ốc ngon nhà mình cũng ăn mấy con này. Ăn đồng quê có quen không? Toàn năm nay toàn ăn cô gái miền Tây anh ạ. Cô gái miền Tây là những đồ này là thích lắm. Không cảnh nó mát nó thoáng nhỉ. Vâng. Đây. Mà Thanh Hóa mùa này cũng thời tiết em thấy đẹp, không có quá nóng mà đi ngang cái con đường ở trong thành phố mà hoa gạo này kia cũng rất là nhiều luôn các bạn. Thời tiết này lúc này là đẹp nhỉ. Lý tưởng. Con mới nắng đó. Lâu nay mưa nó mà mưa phun nhiều mà. Yeah. Quán này ngon đấy. Quán này ngon, cái món ốc này ngon này. Người ta nhất là cái nước chấm này mình ăn là đặc trưng là dùng để cho chấm ốc ở ngoài Bắc ấy, là sẽ có tỏi, gừng rồi có thêm quả chanh ở bên trong.
cái nước chấm làm rất là dễ chấm luôn. Đấy. Còn đây là cá chạch. Cá chạch chiên. Chiên với lại lá lốt hả? Chiên với lá lốt. Giòn á. Cái này cá chạch người ta nói là một món mà rất là bổ, gọi sâm đất đấy em. Sâm đất hả? Đúng rồi. Sâm đất, chạch với lại lươn, hai cái món mà rất là bổ dưỡng. Chiên giòn. Này mà uống với bia á, anh nha. Nãy em quên mang bia vô. Đây là có lộm rau má với thịt bò. Về Thanh Hóa thì mình ăn được rất là nhiều món mà chế biến từ rau má, giống như là canh rau má dạ, đấy nhỉ. Rồi. Canh rau má là cực mát luôn. Đây thì không phải canh rau má rồi, canh cua. Rồi có nộm rau má. Nộm rau má thì cũng làm rất là nhiều loại khác nhau. À, trong chuyến đi ra thì anh em mình cũng ăn nộm rau má rồi, ăn canh rau má rồi. Mà Thanh Hóa là trồng luôn cả cái đậu phộng này, mình ở ngoài này hay gọi là lạc đó. Đúng rồi, Thanh Hóa là có vùng trồng rất nổi tiếng luôn, à, ngon nữa. Vì nó là trồng nhiều. Dạ. Ngon quá. Sáng nay là em đưa anh Tú đi hang cá thần anh ạ, suối cá thần. Đúng rồi. Nhưng mà hình như chưa đăng lên kênh đúng không em? Dạ chưa. Chưa, ngày mai anh ạ. Hôm nay không biết là đầu năm có nước có nhiều hay ít chứ. Cho ít nữa là đầu năm mùa khô cho ít nước. Cũng đầu năm mà cũng được á. Cũng nước cũng vừa phải anh ạ. Nhưng mà sáng nay mình đi là cá ra nhiều đó anh. Đúng rồi, quá nhiều luôn. Hôm nào là nước khô anh ạ. Ví dụ như là hôm nào nước nhiều, mùa nắng thì là thì ra nhiều, còn không thì là trong hang. Đầu chín khô quá. À, bên anh Tiến thì đầu năm đến giờ có nhập khẩu về gỗ nhiều không ạ? Hầu như chưa nhập ấy. Chưa nhập à? Vẫn đang không ai kia nhập hai cây về này. À vậy. Còn đang làm hết hàng tồn. Cây to không anh? Cây 600-700 vành thôi. Tức 600-700 vành á. Vành đường kính khoảng hơn 2 mét thôi em. Hơn 2 mét à. Hình ngôn ngữ chuyên dụng. Thì đợt trước là sẽ gốc chắc nó bự phải bằng cái ô cái chòi này anh em mình ngồi anh Tiến hả? Chính gốc nó bằng cái chòi luôn à? Ồ bự lắm. Là diễm được xem luôn à? Thì đợt đó em ra là đang xẻ. À. Mới diễm ăn đồng cô quê có hợp không? Ngon ạ. Ngon anh ạ. Cái gà này đúng kiểu là gà vườn á. Gà ta. Thử miếng luôn. Chắc thịt lắm. Không mình đi đâu ấy mình khám phá được những cái quán này. Thì có khách đi du lịch hay là khách ở trên khán giả trên kênh của anh em mình mà đi sẽ là có cái địa điểm mà để ngồi ăn nó cũng rất là lý tưởng. Vừa không chỉ là anh em mình đi trải nghiệm về ăn uống mà cũng là một cái mà để giới thiệu đến khán giả đấy. Em phải thử cả thịt đang cháy cạnh. Đấy anh vừa ăn rồi, đây. Giờ là mình sẽ thử miếng gà. Ngon. Từ đây mà về xưởng của anh Tiến là hình như chắc cũng gần mà đúng không anh? Đúng rồi. Gần á? 50 phút thôi. Không, không. 8-9 cây số đó. Ôi dạ. 7 cây, 7-8 cây đó. Đây, cá. Đêm nay đây ngày mai mới đi chứ? Tụi em cũng chưa biết nữa. Đêm nay đây ở đây chơi đêm với anh Chí. Rồi. Có lẽ là mình cũng làm bắt cơm rồi. Này, em mượn. Bên ra nha. Vâng, bên này hãy xuống Sầm Sơn chơi, ở này FLC đi anh đặt. Sơn chơi không? Tí nữa phải xem tổng đạo diễn á, bọn em là có tổng đạo diễn anh ạ. Tổng đạo diễn Phạm Dũng. Anh Tú cũng hay thử luôn cả anh cái cà đó. Để em. Cái gì hả Diễm? Cái cà gan kìa, à, cà luôn. Đây. Cà nó ngon lắm. Bọn em là có tổng đạo diễn. Đấy. Như em thì thong thả nhưng mà bạn Diễm với lại bạn Dũng là đang có kế hoạch lớn. Cá muối chua nhẹ nhỉ. Ngon. Thôi lần đấy chứ ngồi nắng lên chứ đừng ngồi đúng không? Không ăn. Vừa đấy. Nhưng mà hôm nọ em quay lên trên kênh em ấy có mấy cái bộ bàn ghế mà phản mà nguyên tấm này. Lúc đấy có bộ 20-30 triệu gì đấy, anh nói 20-30 triệu đúng không? Vâng. Mà khán giả kênh em không tin luôn. Kể cả em mang về quê cho mấy người xem không tin là rẻ nhỉ. À, vậy, 20, vâng. Đúng có bộ 20-30 triệu ấy. Đúng rồi. 20-30 triệu gì ấy. Là khán giả kênh em là không tin luôn ấy. Rồi có mấy người nhà em không tin luôn. Mà bình thường vì một bộ bàn ghế người ta cũng làm từ những cái tấm ván bình thường đóng vào đã thế rồi. Mà đây là nguyên cả cái tấm gỗ xẻ mà nguyên khối ấy. Chắc là khi nào mình phải làm cò bán mấy bộ đấy được. Cộng tác ạ. Vừa
cộng tác viên nhỉ? Anh làm cho hai bộ mang vào trong Sài Gòn đấy. Bộ mang đây vào chỗ cái sân không, trong cửa hàng trong Sài Gòn đấy chứ. Cái phản ấy không, anh bộ cả ba ngồi thôi. Bộ hai băng thôi. Làm tới đây cứ xe vào. Cái kiểu như em nói đấy, bộ hai băng ấy. Đúng không? Một bàn với một bàn đấy. Giá nó vừa phải nhưng mà kiểu tiện anh ha. Với lại nó bền nhỉ, anh tới nhỉ. Ngồi mấy bộ đấy nó không có lỗi mốt. Bộ nguyên khối mà. Ai tao. Tôi đây anh gọi qua. Em vừa mới nhớ là bữa em đi gặp một anh làm gỗ ở miền Tây. Là cũng là em chưa về quên mất tên, nhưng mà nhắc về anh Tiến là anh biết ấy. Thì vậy anh bảo là anh lấy gỗ của anh. Tên là anh nào? Nhớ tên. Rồi em định hình lại đó. Nhưng mà đúng là anh Tiến là chuyên bỏ hay bỏ xỉ gỗ ở trong miền Tây đúng không anh? Mình làm miếng miếng cá. Anh mà lấy bia của em ở Sóc Trăng ấy, anh Vững. Anh tên Vững ấy ở Sóc Trăng, anh đã là anh nói là anh lấy bia, ý anh lấy gỗ trước đây, anh lấy gỗ qua rồi anh biết anh. Dạ. Anh cũng chuyên là về gỗ với lại là men gạch. Diễm đưa anh lấy bát canh cơm nhá. Anh lấy mấy cái mai Long An đó. Đây, anh lấy bát cơm này. Dạ. Trong Tết anh đổi mấy gỗ lấy mấy cái mai tô trong Long An đó. Đổi gỗ lấy mai. Hôm nay anh đổi gỗ lấy mai nhà em này. Anh cũng sợ mấy cái mai đó rồi. Sao anh bảo đổi gỗ lấy vừa cổ gỗ dừa? Tết là em vừa mới thuê nhờ người về lặt lại bông mấy anh. Đúng rồi. Lại chăm sóc lại, cho nên là Tết này là êm đấy. Anh có gỗ là anh cứ đổi mai với em. Anh từng bảo đổi lấy cổ hũ dừa. Hũ dừa thì ăn một lúc không được hết nhiều, mai để giá trị đấy anh. Cái mai mới quay đi đẹp rồi. Dạ. Mà Tết này chỗ đẹp lắm. Gối kìa. Ngon quá nhỉ. Nhưng mà gió cái nhỉ. Vâng, không gió mát anh ạ. Thời tiết này vừa đẹp luôn đấy. Tháng này là còn mát thôi chứ em nghe nói là khoảng tháng hơn nữa là nóng rồi ha. Rồi. Hôm nay mình nóng kinh lắm. Okay. Đây này, cái gà này nếu mà mình ăn mình phải múc cả miếng thịt cả nước nghe này. Vào ăn cơm mới ngon cơm này. Em vừa ăn miếng cá đấy. Đấy. Mình ăn này. Nhiên này hay là dạ. Không hợp món đúng không? Ăn tốt luôn anh ạ. Do anh em mình ăn đang ăn từ từ để vừa ăn vừa nói chuyện đấy. Cái này ăn đồng quê đi cho nó. Ở nhà thì quán đồng quê quay cho nó ngon. Ngon quá. Đấy thì bây giờ là mình cũng chia sẻ ngắn ngắn về cái bữa cơm trưa của mình này, cũng rất là nhiều món ngon dân dã tại thành phố Thanh Hóa rồi. Giờ để tạm dừng một chút để mình sẽ mời anh em vào cùng ăn. Rồi tí nữa là mình sẽ kết thúc video sau các bạn ạ. Hiện tại là bây giờ mình đang có mặt tại xưởng gỗ của anh Tiến rồi các bạn nhé. Anh em là thế này, cái này thì em biết là anh thì không thiếu thốn cái gì cả, nhưng mà cái này là thiếu thốn tình cảm. Thì bọn em vừa mới đi ở trên suối Cá Thần về, thấy người ta lấu bánh gai là trực tiếp. Thì em mang biếu anh rồi. Thứ nhất là thì cán bộ nhân viên của anh nữa chứ, đông mà. Vâng. Hay là fanpage của anh Tiến là thi thoảng là live stream. Đang có sức để live stream bán gỗ. Cái này là hôm em đến là đang vừa mới làm xong rồi anh. Đúng rồi, bàn thô đã để trong khô đó. Gỗ gì đây anh nhỉ? Cẩm vàng em ạ. Cẩm vàng à? To thế nhỉ? Một cái vòng tay mình ôm không hết, không biết là được một nửa không. Diễm thì đứng ở bên kia xem có hết không. Khủng quá kìa. Anh em mình có với tay nhau được không? Đâu rồi? Không tới. Hai anh em mình là không tới luôn. Ok ok. Không tới. Anh Tiến thì mới đủ được. Đây. Quá to luôn này. Mình có ước trọng lượng nó khoảng bao nhiêu không anh? Đường kính hay là khối em? Khối anh. Khối thật chắc cục này khoảng 5 khối. 5 khối. Đúng không? Và cao mấy mét anh? 3m6 em. 3m6. Kinh em 1m1 mà. Đấy. 110. Bằng cái bên trong này anh. Đúng không? Gần bằng bên trong bên kia 110 mấy ạ. Vâng. Cẩm vàng là mọi người em thấy mọi người cũng thích lắm đúng không? Đúng không? Cẩm vàng nhưng mà đô này là hầu gần như số 1 Việt Nam rồi. Vâng, số 1 luôn. Em thấy trong nhà em không đô đi nhưng mà có cái nó 6-70 đúng không? Vâng. Anh, thấy là cái này có ai đặt chưa? Cái này mới trưng bày lên thôi chưa? Mới trưng bày à? Có ước trưng khoảng bao nhiêu không anh? Tiền á. Anh Tiến thì toàn nói khoảng thôi. Vài trăm thôi em. Sao là thôi. Làm đúng gì rồi. Có vài trăm. Cẩm vàng thì vân nó đẹp mà nó không nứt. Ừ. Vài trăm nghìn đô ấy, làm gì có vài trăm triệu anh ấy. Cứ đùa vài em. Vài trăm triệu thôi mà. Không có vài trăm triệu đâu.
anh đừng có đùa em nữa. À đây này, mấy cái em hôm nọ em quay nhiều người hỏi này. Cái này là nguyên khối hết này. Đúng rồi. Anh Tiến ơi. Anh quay nhiều. Bánh này này. Ơi. Cái này sofa em. Cái sofa như thế này một bộ bao nhiêu anh? Chắc vài chục thôi mà. Vài chục á? Đúng rồi. Là cả hai ghế à? Hai ghế một bàn, nhưng mà đây một là bàn. Ghép thành chữ L lại. Thế cái à? Bàn bàn với cái đặc đế này này. Là bàn là những cái bên này á? Bàn bên kia, bàn nhỏ nhỏ bên kia này. À, bàn nhỏ nhỏ kia. Đấy, em phải để em hỏi cái vì là cái này nó vừa tiền nhiều người quan tâm. Hôm nay bọn em đến cập dập nên anh cũng không chuẩn bị không sao đâu. Xếp. Bất ngờ bất thình lình ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Vừa qua Tết là bán hết rồi. Bọc sẵn rồi bây giờ. Đây là cái bàn nó à anh? Đúng rồi, bàn nó rồi, ghế đôn đây, đôn đây. Có cả đôn này nữa. Đúng rồi. Mà cụ thể là bao nhiêu? Khoảng 450 là vậy đó. 450 cũng được mà. Nhiều giá, nhiều mẫu, nhiều mã. Đúng rồi. Thế thì đấy là có rất là nhiều đấy, còn trong nhà đấy nữa thì các bạn là trước Tết là xem mấy clip của mình rồi. Đúng rồi. Mà nếu mà muốn liên hệ với anh để tư vấn về mấy cái này thì có thể liên hệ số điện thoại nào nhỉ? Số vấn số cũ đấy. 09114 519. 09114 519. Bây giờ thì em Tú cùng với em Phan Diễm cùng anh Tiến là sẽ xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây, vì là hôm trước là trước Tết mình cũng quay cho bạn tham quan về cái xưởng gỗ khủng của anh Tiến rồi. Cảm ơn anh Tiến rất là nhiều nhá. Ok em nhá. Vâng, tìm cho cái quán ăn rất là ngon. Cảm ơn Diễm nhá. Mày đưa anh đi thăm chuối Cát Tần. Tạm biệt cả nhà nhá.